Thói quen hai bắt đầu bằng đích đến về lãnh đạo bản thân. Những gì ta bỏ lại phía sau và những gì ta đang hướng đến đều không mấy quan trọng so với những gì bên trong ta. Oliver Wendell Holmes. Hãy vui lòng tìm một nơi yên tĩnh, không bị quấy nhiễu để đọc vài trang sách sau đây. Hãy gạt bỏ mọi điều ra khỏi tâm trí, ngoại trừ những gì bạn sẽ đọc và chỉ dẫn của tôi. Đừng bận tâm đến kế hoạch, công việc gia đình hay bạn bè chỉ tập trung cùng với tôi và thực sự cởi mở tâm trí. Với sự nhận biết của tâm trí, hãy hình dung bạn đang lái xe đến một nhà nguyện, đậu xe và bước ra khỏi xe. Khi bạn bước vào trong tòa nhà, hãy chú ý đến các loại hoa và tiếng nhạc du dương từ cây đàn organ. Bạn nhìn thấy gương mặt của nhiều bạn bè, người thân mà lâu rồi không gặp bạn cảm nhận được sự chia sẻ, nỗi mất mát cũng như niềm vui đoàn viên phát ra từ tâm khám của những người hiện diện. Và khi bạn tiến về và nhìn vào cỗ quan tài, đột nhiên bạn thấy chính mình trong đó. Đây chính là tang lễ của bạn vào thời điểm 3 năm tới, tất cả mọi người đang có mặt để tiễn biệt và bày tỏ tình thương, sự chân quý dành cho cuộc đời của bạn bạn ngồi xuống trong lúc chờ nghi thức tang lễ bắt đầu bạn nhìn vào tờ lịch trình buổi lễ trong tay sẽ có bốn người phát biểu một người đại diện cho gia đình bạn bao gồm tất cả thành viên như con cháu anh chị em cô dì chú bác anh em họ ông bà trên khắp mọi miền đất nước về dự lễ người phát biểu thứ hai đại diện cho bạn bè những người đã giúp bạn cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống người thứ ba đại diện cho thế giới công việc nghề nghiệp của bạn và người thứ tư đại diện cho những tổ chức xã hội công ích mà bạn đã góp sức hãy suy nghĩ thật thấu đáo bạn muốn những người này phát biểu như thế nào về bạn và cuộc đời của bạn bạn là người chồng vợ cha mẹ như thế nào và điều đó được thể hiện qua lời lẽ của họ ra sao bạn là người con anh chị Em như thế nào? Bạn là người bạn như thế nào? Bạn là đồng nghiệp như thế nào? Bạn muốn người khác nhận thấy những phẩm giá nào của mình? Những cống hiến, thành tựu mà bạn muốn người khác ghi nhớ là gì? Hãy xem xét cẩn trọng những người xung quanh, bạn muốn tạo ra sự khác biệt như thế nào cho cuộc sống của họ? Trước khi bạn đọc tiếp, hãy dành ít phút để ghi lại những cảm nhận của bạn trải nghiệm này sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc hơn rất nhiều về thói quen hai bắt đầu bằng đích đến có nghĩa là gì Nếu thực hiện nghiêm túc trải nghiệm vừa rồi, bạn có thể chạm vào một số giá trị căn bản và sâu sắc của bản thân. Bạn thiết lập được mối liên hệ ban đầu với hệ thống dẫn đường bên trong mà là cốt lõi của phạm vi ảnh hưởng. Hãy suy ngẫm những lời của Joseph Edison. Khi ngước nhìn lăng mộ của những người vĩ đại, mọi cảm xúc ghen tị đều tan biến trong tôi khi đọc những dòng chữ trên bia mộ của những con người đẹp đẽ mọi ham mê thường tình cũng không còn nữa khi tôi chứng kiến nỗi đau của những người làm cha mẹ trước bia mộ con họ tim tôi tan chảy với lòng trắc ẩn và khi tôi đứng trước mộ bia của chính những người làm cha mẹ tôi nghĩ phải chăng hành động tiếc thương của họ là quá hãnh tiến vì không sớm thì muộn ta cũng nối gót theo họ khi tôi nhìn thấy những vị vua nằm xuống bên cạnh những người muốn hại bệ họ tôi nghĩ về những người mưu kế toan tính tranh giành luôn hiện hữu hoặc khi nhìn cách những nhóm tôn giáo đã chia tách thế giới này vì tranh cãi và bất đồng tôi nghĩ về nỗi thống khổ và kinh ngạc trước nạn cạnh tranh bè phái và tranh cãi vốn rất ti tiện của con người khi tôi đọc các ngày tháng ghi trên bia mộ của những người vừa mất ngày hôm qua và cả những người nằm xuống cách đây hơn 6 thế kỷ, tôi nghĩ về một ngày trọng đại mà tất cả chúng ta cùng nhau trở về một điểm xuất phát, cùng tái sinh. Dù thói quen hay phát huy tác dụng trong nhiều hoàn cảnh và cung bậc cuộc sống khác nhau, thế nhưng ứng dụng căn bản nhất của việc bắt đầu bằng đích đến chính là việc khởi đầu ngày hôm nay bằng hình ảnh, bức tranh hay mô thức về đích đến của cuộc đời xem đó là khung tham chiếu hay tiêu chuẩn để quyết định mọi thứ khác. Mỗi bộ phận cấu thành cuộc sống như hành vi ngày hôm nay, hành vi ngày mai, hành vi tuần tới, hành vi tháng tới đều được xem xét trong bối cảnh của cái toàn thể của những gì quan trọng nhất với bạn. Nhớ luôn hình dung rõ ràng với đích đến mà bạn có thể chắc chắn rằng dù ngày hôm nay bạn làm gì, thì cũng không vi phạm những tiêu chuẩn tối thượng đã đặt ra, cũng như chắc chắn rằng mỗi ngày bạn sống đều đóng góp theo một cách có ý nghĩa cho tầm nhìn của bạn về cuộc đời trọn vẹn. Bắt đầu bằng đích đến có nghĩa là khởi đầu với sự hiểu biết rõ ràng về đích đến để hiểu rõ hơn về hiện trạng của bản thân, đảm bảo những bước đi của bạn đều hướng về đích đến đó ta rất dễ bị cuốn theo vòng xoáy của những hoạt động, của sự bộn bề trong cuộc sống này, cứ không ngừng nỗ lực leo lên nấc thang thành công chỉ để phát hiện ra rằng chiếc thang được đặt vào một bức tường không đúng. Ta có thể luôn bận rộn, thậm chí là rất bận rộn, nhưng vẫn không hiệu quả. Người ta thường cảm thấy trống rỗng khi đã đạt được vinh quang. Để có được thành công, họ phải đánh đổi những thứ mà giờ đây họ chợt nhận ra rằng chúng giá trị hơn rất nhiều. Con người ta dù làm nghề nào, bác sĩ, nghiên cứu học thuật, diễn viên, chính trị gia, kinh doanh, vận động viên, thợ gỗ đều mong muốn có thu nhập cao hơn, được thừa nhận về năng lực nghề nghiệp. Thế nhưng, chính vì quá chú trọng đạt được mong muốn này mà họ tự che mắt mình trước những điều thực sự quan trọng mà giờ đây họ đã đánh mất đời ta sẽ khác như thế nào khi ta thực sự biết được điều gì là tối quan trọng và giữ được hiểu biết rõ ràng này trong tâm trí để mỗi ngày ta hiện hữu và hành động theo những gì quan trọng nhất với cuộc đời ta nếu chiếc thang không đặt vào bức tường đúng thì mỗi bước ta leo lên chỉ khiến ta lạc lối nhanh hơn có thể ta rất bận rộn hiệu suất cao nhưng ta chỉ đạt được hiệu quả đích thực khi bắt đầu bằng đích đến nếu bạn suy nghĩ cẩn trọng về những gì bạn muốn người khác nói về mình trong tang lễ của bạn ở tương lai bạn sẽ tìm được định nghĩa về thành công của riêng bạn nó có thể rất khác với định nghĩa bạn cho là bạn đang có biết đâu danh tiếng thành tựu tiền bạc hay những thứ khác mà ta đang nỗ lực đạt được lại không phải là bức tường đúng khi bạn bắt đầu bằng đích đến bạn sẽ có được một góc nhìn khác biệt một người từng hỏi bạn về cái chết của một người bạn của họ. Anh ta để lại bao nhiêu gia tài? Bạn ông đáp: Tất cả. Mọi thứ đều được sáng tạo hai lần. đầu bằng đích đến là thói quen dựa trên nguyên lý rằng tất cả mọi thứ đều được sáng tạo hai lần. Tư duy là sự sáng tạo đầu tiên và hành động là sự sáng tạo thứ hai. Hãy lấy việc xây nhà làm ví dụ. Bạn tạo lập mọi chi tiết về nó trước khi sắn tay cầm búa, đóng chiếc đinh đầu tiên. Bạn cần cảm nhận rõ ràng về căn nhà mà bạn mong muốn là gì. Nếu bạn thích một không gian chung cho sinh hoạt gia đình, bạn sẽ thiết kế một phòng lớn làm nơi gia đình quây quần bên nhau bạn sẽ thiết kế cửa kéo và sân trong cho trẻ con chơi đùa đầu tiên bạn suy tư với những ý tưởng trong đầu cho đến khi bạn có hình dung rõ ràng về ngôi nhà và những chi tiết bạn muốn xây dựng sau đó bạn đưa những chi tiết ấy vào bản thiết kế và tạo ra bản kế hoạch xây dựng tất cả công việc này phải hoàn thành trước khi động thổ khởi công nếu không trong lần sáng tạo thứ hai tức quá trình xây dựng thực tế bạn phải trả cái giá cao hơn nhiều cho bất kỳ sự thay đổi nào và kết cục là có thể mất chi phí gấp đôi cho căn nhà nghề thợ mộc có một nguyên tắc đo 2, cắt một bạn phải đảm bảo bản thiết kế tức là lần sáng tạo đầu tiên chính là những gì bạn thật sự mong muốn và suy nghĩ thấu đáo và rồi bạn biến nó thành công trình xây dựng Mỗi ngày bạn đến công trình và dùng bản thiết kế để kiểm tra những việc phải làm trong ngày, bạn bắt đầu bằng đích đến. Một ví dụ khác là việc khởi nghiệp. Nếu bạn muốn có một doanh nghiệp thành công, bạn phải xác định rõ ràng được điều mình mong muốn đạt được là gì. Bạn phải suy nghĩ cẩn trọng về những sản phẩm, dịch vụ bạn muốn cung cấp, thị trường mục tiêu là gì và sắp xếp tất cả các yếu tố như tài chính, nghiên cứu phát triển vận hành marketing nhân sự cơ sở hạ tầng để đạt được mục tiêu mức độ bắt đầu bằng đích đến của bạn thường quyết định liệu bạn có thể tạo dựng được một doanh nghiệp thành công hay không hầu hết các doanh nghiệp thất bại là do không thực hiện nghiêm túc lần sáng tạo đầu tiên họ thường không chuẩn bị đủ vốn không hiểu biết về thị trường hoặc không có cả kế hoạch kinh doanh với việc nuôi dạy con cái cũng thế, nếu bạn muốn con mình có trách nhiệm, tự giác, bạn phải ý thức rõ ràng về điều này trong mọi tương tác hàng ngày của bạn với con. Bạn không thể hành xử với chúng theo những cách mà làm suy giảm tính tự giác hay tự trọng của chúng được. Trên thực tế, người ta sử dụng nguyên lý này ở nhiều khía cạnh của cuộc sống với mức độ khác nhau. Trước khi bạn khởi hành, bạn đã xác định đích đến và tìm lộ trình tối ưu nhất. Trước khi bạn tạo nên một khu vườn, bạn đã hình dung nó trong tâm trí hoặc có thể đã vẽ ra trên giấy rồi. Bạn xây dựng bài nói chuyện của mình trước khi diễn thuyết, bạn hình dung cảnh quan khu vườn trước khi xây dựng nó, bạn thiết kế trang phục trước khi may. Khi ta đã thấu hiểu nguyên lý về hai lần sáng tạo và nhận lãnh trách nhiệm của bản thân cho cả hai lần này, ta không những hành động trong phạm vi ảnh hưởng mà còn liên tục mở rộng nó còn nếu ta không hành động theo nguyên lý này không nhận lãnh trách nhiệm thực hiện lần sáng tạo đầu tiên chính ta sẽ hủy hoại điều ta muốn đạt được tự thiết kế hay theo mặc định vẫn dựa trên nguyên lý là mọi thứ được sáng tạo hai lần Thế nhưng không phải lần sáng tạo đầu tiên nào cũng xuất phát từ thiết kế có chủ đích Trong cuộc sống mỗi người nếu ta không phát triển khả năng tự nhận thức và nhận lãnh trách nhiệm cho lần sáng tạo đầu tiên Ta trao cho người khác và hoàn cảnh bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của bản thân Cái quyền nhào nặn cuộc sống của ta theo những mặc định Ta sống bị động theo những kịch bản mà gia đình, đồng nghiệp đã trao cho ta ta sống theo kế hoạch của người khác và theo áp lực của hoàn cảnh. Đó là những kịch bản chịu ảnh hưởng của những năm tháng trước đó hay của quá trình chúng ta được đào tạo, của điều kiện mà chúng ta chịu tác động. Những kịch bản này là do con người viết nên chứ không phải là những nguyên lý. Chúng phát sinh từ những vùng dễ bị tổn thương nhất trong sâu thẳm tâm trí ta, từ sự lệ thuộc sâu sắc tinh vi của ta vào người khác từ nhu cầu được chấp nhận và yêu thương, được thuộc về, được cảm thấy quan trọng và có giá trị, được cảm thấy ta cũng có vai trò nhất định nào đó. Dù ta có nhận thức được hay không, dù ta có kiểm soát được chúng hay không thì sự sáng tạo đầu tiên luôn tồn tại trong mỗi khía cạnh của cuộc sống của ta. Ta có thể là lần sáng tạo thứ hai của cái thiết kế chủ động mà chính ta đã xây dựng hoặc ta cũng có thể là lần sáng tạo thứ hai của kế hoạch mà người khác đã vạch nên hay của hoàn cảnh của những thói quen trước đó. Con người có những năng lực độc đáo là khả năng tự nhận thức, trí tưởng tượng và lương tâm. Những năng lực này giúp chúng ta xem xét lại những lần sáng tạo đầu tiên và nắm bắt quyền thực hiện những tạo lập đầu tiên này cho chính mình để ta có thể tự viết nên kịch bản của đời mình. Nói cách khác, nếu thói quen một khẳng định rằng ta là sản phẩm của chính mình thì thói quen hai chính là sự sáng tạo đầu tiên. Lãnh đạo và quản lý, hai lần sáng tạo Thói quen 2 dựa trên những nguyên lý về lãnh đạo bản thân với ý nghĩa là lãnh đạo chính là lần sáng tạo thứ nhất. Lãnh đạo không phải là quản lý. Quản lý là lần sáng tạo thứ hai mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương sách về thói quen 3, lãnh đạo phải là cái đi trước. Quản lý tập trung vào kết quả cuối cùng. Đâu là cách tốt nhất để tôi đạt được mục đích? Còn lãnh đạo tập trung vào những việc có tính khởi nguồn, tôi mong muốn đạt được điều gì? Nói theo ngôn ngữ của Peter Drucker và Warren Bennett, lãnh đạo là chọn đúng việc để làm, còn quản lý là làm việc đó một cách đúng đắn nhất. Quản lý quyết định mức độ tối ưu của quá trình leo lên chiếc thang thành công, còn lãnh đạo quyết định liệu cái thang đó đặt vào bức tường đúng hay không. Bạn có thể nhanh chóng nắm bắt sự khác biệt quan trọng giữa hai khái niệm này qua ví dụ sau. Bạn hãy hình dung có một nhóm công nhân trồng rừng đang dọn dẹp những cây còi cọc. Họ là những người thực thi giải quyết vấn đề. Người quản lý là người đi sau họ, mài rũa những chiếc rìu, viết chính sách và hướng dẫn quy trình, tổ chức các chương trình rèn luyện cơ bắp, mang về những công nghệ tiên tiến và thiết lập lịch làm việc, chế độ lương thưởng cho công nhân. Còn người lãnh đạo là người trèo lên cái cây cao nhất khảo sát toàn bộ tình hình và la lên ta đến nhầm khu rừng rồi thế nhưng những người công nhân và quản lý có năng lực và lúc nào cũng bận bịu ấy thường phản ứng như thế nào ông im lặng cho công việc của chúng tôi đang tiến triển tốt ta thường quá bận tâm vào việc dọn dẹp bụi rậm cây còi cọc mà không hề nhận ra ta đã đến nhầm khu rừng trong môi trường liên tục thay đổi như hiện nay vai trò của lãnh đạo hiệu quả ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết trong mỗi khía cạnh của cuộc sống độc lập và tương thuộc của ta. Ta sẽ cần có một tầm nhìn về đích đến và một cái la bàn tức tập hợp những nguyên lý và định hướng hơn là chỉ trông cậy vào tấm bản đồ. Dù có bản đồ nhưng ta thường không biết địa hình phía trước như thế nào ta sẽ cần cái gì để vượt qua. Tất cả tùy thuộc rất nhiều vào phán đoán của ta tại thời điểm đó. Tuy nhiên, một chiếc la bàn bên trong mình sẽ luôn cho ta định hướng đúng. Tính hiệu quả hay thậm chí là sự sinh tồn của ta không chỉ phụ thuộc vào việc ta nỗ lực nhiều như thế nào mà còn vào việc nỗ lực của ta có dành cho khu rừng đúng hay không. Mọi ngành nghề, lĩnh vực hiện nay đều không ngừng biến đổi về hình thái lẫn bản chất, thế nên nhu cầu về hai lần sáng tạo lãnh đạo trước, quản lý sau này càng cấp thiết hơn. Trong kinh doanh, thị trường đang thay đổi nhanh chóng đến mức nhiều sản phẩm, dịch vụ đã hoàn toàn lỗi thời chỉ sau vài năm chúng từng đáp ứng thành công nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Một đội ngũ lãnh đạo chủ động và mạnh mẽ phải liên tục giám sát thay đổi của môi trường, đặc biệt là thói quen và động cơ mua sắm của người tiêu dùng và thực thi quyền hành cần thiết để tổ chức các nguồn lực theo một định hướng đúng đắn những thách thức như tư nhân hóa lĩnh vực hàng không, chi phí chăm sóc y tế tăng vọt hay hàng loạt ô tô nhập khẩu với chất lượng tuyệt hảo đã tác động lớn đến môi trường ở nhiều phương diện. Nếu các công ty không thường xuyên theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh, bao gồm cả đội ngũ nhân viên của họ và thể hiện khả năng lãnh đạo một cách tạo lập để giữ vững hướng đi đúng thì không một bí quyết quản trị nào có thể giúp họ tránh thất bại cả. Như một người từng nhận xét, quản lý tối ưu mà không có lãnh đạo hiệu quả thì cũng vô nghĩa. Bởi lẽ, không một thành công nào về quản trị có thể bù đắp cho thất bại trong lãnh đạo cả. Lãnh đạo là một công việc khó, bởi ta thường mắc kẹt vào mô thức tư duy quản lý. Vào buổi kết thúc một chương trình phát triển lãnh đạo, kéo dài một năm của tôi ở Shell, giám đốc một công ty dầu hỏa đến nói với tôi rằng, "Stephen, khi ông chỉ ra sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý ở tháng thứ hai của chương trình, tôi nhìn lại vai trò giám đốc mà mình đang đảm nhận và thấy rõ tôi chưa từng thực sự lãnh đạo. Tôi xa đà vào quản lý, bị trôn vùi bởi những thách thức, áp lực và cả những tiểu tiết của công việc thường nhật. Vì thế, tôi quyết định rút khỏi công việc quản lý để người khác thay thế và tôi muốn thực sự lãnh đạo tổ chức của mình điều này không hề dễ dàng tôi rất khổ sở khi phải từ bỏ những công việc cấp bách gấp cáp ngay trước mắt mình mà vốn dĩ luôn mang lại cho tôi cảm giác thành công nhất thời tôi không thấy thoải mái khi phải đánh vật với các vấn đề về định hướng xây dựng văn hóa phân tích vấn đề một cách thấu đáo nắm bắt cơ hội mới nhân viên của tôi cũng khổ sở khi không còn có thể làm việc theo cách thoải mái như trước họ không còn dễ tiếp cận tôi để tôi giúp họ giải quyết những vấn đề thường nhật của họ như xưa nữa. Nhưng tôi kiên định, tôi hoàn toàn tin chắc rằng tôi cần phải mang lại cho tổ chức mình khả năng lãnh đạo và tôi đã làm được. Ngày nay tổ chức của tôi hoàn toàn chuyển mình, chúng tôi hài hòa với môi trường hơn, doanh thu tăng gấp đôi và lợi nhuận tăng gấp bốn. Tôi đã thực sự thể hiện vai trò lãnh đạo. Tôi cũng tin rằng các bậc phụ huynh cũng thường mắc kẹt với mô thức tư duy quản lý, tìm cách kiểm soát, quan tâm đến hiệu suất và những quy tắc luật lệ thay vì những vấn đề sâu sắc hơn như định hướng, mục đích và cảm xúc gia đình và cuộc sống cá nhân của ta lại còn thiếu vắng khả năng lãnh đạo hơn nữa. Ta quen với việc quản trị bằng hiệu suất, đặt mục tiêu và đạt mục tiêu trước khi làm rõ giá trị sống của chính ta. Viết lại kịch bản cuộc đời hãy là đứng tạo hóa của chính mình như đã bàn trong phần trước tính chủ động được hình thành dựa trên sự tự ý thức một năng lực thiên phú độc đáo của con người hai năng lực thiên phú khác mà giúp con người nâng cao được tính chủ động và thể hiện năng lực lãnh đạo của bản thân chính là trí tưởng tượng và lương tâm nhờ trí tưởng tượng ta có thể hình dung về những tiềm năng vô hạn chưa từng được khai mở đang ẩn sâu bên trong chúng ta với lương tâm ta có thể tiếp cận với những quy luật và nguyên lý phổ quát với tài năng phi thường của bản thân với con đường phụng sự con người và với những kim chỉ nam soi đường để bản thân ta phát triển và trở nên hiệu quả hơn kết hợp với khả năng tự ý thức trí tưởng tượng và lương tâm sẽ cho ta khả năng viết lại kịch bản cuộc đời mình vì ta đã sống với quá nhiều kịch bản của người khác, ta gần như phải viết lại kịch bản riêng cho bản thân mình, phải chuyển đổi mô thức, thay đổi những mô thức căn bản mà ta đang có. Khi ta nhận ra những kịch bản không hiệu quả, những mô thức sai lệch thiếu sót bên trong mình, ta có thể chủ động viết lại kịch bản cho bản thân. Tôi cho rằng tự chuyện của Anwar Sadat, nguyên Tổng thống Ai Cập là một trong những minh họa giàu cảm hứng nhất trong quá trình viết lại kịch bản cuộc đời. Sadat bị nuôi dạy và nhồi sọ bởi lòng thù hằn sâu sắc đối với đất nước Israel. Ông từng phát biểu trên truyền hình rằng tôi sẽ không bao giờ bắt tay với người Israel nếu họ chiếm dù chỉ một cm đất đai của người Ả Rập. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Và đám đông quần chúng trên cả nước đều hưởng ứng không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Ông tập hợp được năng lượng và hợp nhất được ý chí của cả nước nhờ quan điểm ấy. Quan điểm này lại có tính độc lập, nêu bật chủ nghĩa quốc gia và khơi dậy những cảm xúc sâu sắc nơi người dân. Nhưng nó cũng rất ngu xuẩn và sa đát biết điều này bởi nó phủ nhận thực tế hiểm nghèo, có tính tương thuộc cao giữa hai quốc gia tại thời điểm đó. Vì vậy, ông tự sửa lại kịch bản. Ông đã học cách thực hiện quá trình này khi còn trẻ thời điểm bị cầm tù trong xà lim số 54, một xà lim đơn độc trong nhà tù trung tâm Cairo vì có liên hệ với một âm mưu chống lại vua Pharaoh. Trong hoàn cảnh đó, ông đã học cách giải phóng tư tưởng và nhìn lại xem mô thức của mình liệu có phù hợp và đúng đắn hay chưa. Ông cũng đã học được cách khiến tâm trí tĩnh lặng nhờ thiền định thâm sâu để đối diện kịch bản cuộc đời mình và viết lại kịch bản Ông kể lại rằng ông đã phải miễn cưỡng rời khỏi nhà tù bởi chính tại nơi này ông nhận ra rằng thành công đích thực chính là thành công với bản thân mình và làm chủ và chiến thắng được bản thân. Dưới thời của chính quyền La Sơ, Sadat giữ một vị trí khá thấp kém. Mọi người đều cảm thấy tinh thần ông suy sụp, nhưng sự thật không phải thế. Họ chỉ phóng chiếu tưởng tượng của riêng họ lên bản thân ông thôi. Họ không hiểu rằng ông đang chờ thời và khi thời cơ đến, khi ông trở thành tổng thống của Ai Cập và đương đầu với những thách thức chính trị, ông tự viết lại mô thức của mình về Israel. Ông đến thăm Knesset ở Jerusalem và mở ra những phong trào đấu tranh hòa bình vốn chưa hề có tiền lệ trong lịch sử thế giới. Một sáng kiến can đảm mà sau cùng đã tạo nên hiệp định trại David và sau đó Hiệp ước Hòa bình Ai Cập-Israel năm 1979 sadat đã sử dụng được khả năng tự nhận thức trí tưởng tượng và lương tâm của mình để rèn luyện khả năng lãnh đạo bản thân thay đổi những mô thức thiết yếu thay đổi cách nhìn về tình thế ông đã tập trung mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình và nhờ quá trình viết lại kịch bản thay đổi mơ thức đó ông thay đổi được hành vi và thái độ mà ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng đang nằm trong phạm vi bận tâm nhờ phát triển khả năng tự nhận thức của mình ta sẽ nhận ra những mô thức kém hiệu quả, những thói quen vô giá trị, ăn sâu, bén cắm dễ trong ta mà hoàn toàn tương phản với những điều ta thực sự trân trọng trong cuộc sống này. Thói quen 2 nói rằng ta không phải sống với những kịch bản đó, ta có khả năng phản ứng lại và có thể sử dụng trí tưởng tượng, óc sáng tạo của mình để viết nên những kịch bản mới, hiệu quả hơn, phù hợp hơn với những giá trị sâu thẳm, và những nguyên tắc đúng đắn mang lại ý nghĩa cho những giá trị sống của ta. Chẳng hạn, như nếu tôi là người hay phản ứng thái quá trước con cái và giả định rằng bất kể khi nào chúng ta bắt đầu có hành động gì đó mà tôi cho là không phù hợp, tôi bắt đầu cảm thấy cồn gào ruột gan, tôi cảm thấy những bức tường phòng vệ đang được dựng lên và tôi chuẩn bị chiến đấu sự tập trung của tôi hướng vào sự phát triển lâu dài và sự thấu hiểu là chỉ hướng về hành vi trước mắt tôi đang muốn chiến thắng trong một trận đánh chứ không phải trong cả cuộc chiến tôi chuẩn bị vũ khí chiến đấu là thể hình to lớn hơn vị trí thẩm quyền và tôi la hét hoặc hăm dọa hoặc đe nẹt hay trừng phạt và tôi thắng tôi đứng đó trong chiến thắng và trong cả đống đổ nát của một mối quan hệ vừa bị vỡ vụn còn bọn trẻ thì bề ngoài phục tùng nhưng bên trong đang nổi loạn những cảm xúc bị đè nén của chúng sẽ bộc phát sau đó theo những cách thức tệ hại hơn rất nhiều giờ đây nếu tôi đang ở tang lễ mà chúng ta đã hình dung trong phần trước và một người con của tôi sắp sửa phát biểu trong hoàn cảnh đó tôi ước mong cuộc đời của thằng bé là hiện thân chiến thắng của quá trình nuôi dạy huấn luyện và kỷ luật với tình yêu thương chứ không phải là hiện thân của những vết sẹo do những cuộc giao tranh lẻ tẻ gây ra. Tôi ước mong khối óc và con tim của thằng bé được lấp đầy bởi những ký ức ngọt ngào về thời gian sâu sắc và ý nghĩa bên nhau của hai cha con. Tôi muốn thằng bé nhớ về tôi như một người cha yêu dấu, luôn có mặt để chia sẻ cùng nó niềm vui cũng như nỗi khổ của quá trình trưởng thành. Tôi ước mong nó nhớ về những lúc nó đến tìm tôi chia sẻ khó khăn, lo lắng của nó. Tôi cũng ước mong mình sẽ luôn có mặt để lắng nghe, yêu thương và giúp đỡ. Tôi ước mong thằng bé hiểu rằng tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi đã cố gắng hết mình và rằng tôi yêu thương thằng bé hơn bất kỳ ai trên cõi đời này. Lý do tôi ước mong những điều này là vì từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi trân trọng con cái, tôi yêu thương chúng và mong muốn giúp đỡ chúng tôi trân quý vai trò làm cha của mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thấy rõ được những giá trị này. Tôi bị trôn vùi bởi một núi những việc tùn mùn, những điều có ý nghĩa nhất bị che lấp bên dưới các vấn đề cấp bách, những băn khoăn trước mắt và những hành vi bên ngoài. Tôi trở nên bị động phản ứng và cách tôi tương tác với con cái mỗi ngày. Hiếm khi thương thích với những cảm xúc sâu sắc của tôi dành cho chúng nhờ tự nhận thức nhờ có trí tưởng tượng và lương tâm tôi có thể xem xét lại những giá trị sâu sắc nhất của bản thân tôi có thể nhận ra kịch bản sống của mình không hòa hợp với những giá trị đó và cuộc đời của tôi không phải là sản phẩm mà tôi chủ động thiết kế mà là từ hoàn cảnh và người khác nhưng tôi có thể thay đổi tôi có thể sống như những gì tôi tưởng tượng ra thay vì theo ký ức của mình Tôi có thể tận dụng được tiềm năng vô hạn của mình, thay vì mắc kẹt vào quá khứ hữu hạn, tôi có thể trở thành đấng tạo hóa của chính mình. Bắt đầu bằng đích đến, có nghĩa là hoàn thành vai trò làm cha mẹ cũng như những vai trò khác của mình có định hướng và giá trị rõ ràng. Điều này có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm với kết quả kiến tạo đầu tiên của bản thân, phải viết lại kịch bản cho đời mình để các mô thức chi phối hành vi và thái độ của tôi cũng hòa hợp với những giá trị sâu thẳm nhất của tôi và phù hợp với những nguyên lý đúng đắn. Điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ bắt đầu mỗi ngày mới bằng việc ghi nhớ sâu sắc những giá trị sống của mình và khi những thách thức, biến động xảy đến, tôi có thể xảy ra quyết định dựa trên những giá trị đó. Tôi có thể hành động với sự chính trực. Tôi không phải phản ứng bị động lại cảm xúc và hoàn cảnh tôi có thể thực hiện sự chủ động hành động dựa trên giá trị bởi tôi hoàn toàn rõ ràng về những giá trị sống của mình